Cô mến chào các em học sinh. Ngày hôm nay, cô rất vui lại được đồng hành cùng các em trong phân môn tập làm văn của tuần 8, tiết 2. Ở tiết trước, các em đã biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian. Để giúp các em nắm vững hơn trình tự kể chuyện, cô cho chúng mình cùng tìm hiểu qua bài Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84. Trong tiết học của ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch ở Vương quốc tương lai qua bài tập đọc tuần 7 ở bài tập số 1. Tiếp đến, cô sẽ giúp các em bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của giáo viên ở bài tập số 2 và bài tập số 3. Trước tiên, cô cần các em nhớ lại thế nào là kể theo trình tự thời gian. Cô chắc chắn rằng rất nhiều bạn chúng ta đã biết kể theo trình tự thời gian là sự việc nào xảy ra trước thì kể trước, sự việc nào xảy ra sau thì kể sau. Bây giờ, các em hãy vận dụng kiến thức mình đã học để vào bài tập số 1. Các em cùng cô đọc yêu cầu dựa theo nội dung trích đoạn kịch ở Vương quốc tương lai trong bài tập đọc của tuần 7. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Ở bài tập này, các em cần lưu ý, chúng ta phải dựa theo nội dung trích đoạn kịch ở Vương quốc tương lai. Sau đó, các em kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Theo nội dung trong bài tập đọc, các em sẽ kể. Trước tiên, Tin Tin và Mi Tin cùng đến tham quan công xưởng xanh. Sau đó, hai bạn sẽ đến thăm khu vườn kỳ diệu. Trong câu chuyện ở Vương quốc tương lai là lời thoại trực tiếp hay là lời người kể chuyện vậy các em? À, câu chuyện ở Vương quốc tương lai là văn bản kịch nên hầu hết đều là lời thoại trực tiếp của các nhân vật nói với nhau. Do đó, khi kể lại lời nói của nhân vật, ta có hai cách kể. Cách thứ nhất là kể trực tiếp, cách thứ hai là kể gián tiếp. Theo văn bản kịch thì lúc ở công xưởng xanh gặp em bé thứ nhất, Tin Tin hỏi: "Cậu làm gì với đôi cánh xanh ấy?" Em bé thứ nhất trả lời là mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất. Với hai câu hội thoại này, cô chuyển thành lời kể trực tiếp như sau. Tin Tin và Mi Tin đến thăm công xưởng xanh, thấy một em bé mang cỗ máy có đôi cánh xanh nên Tin Tin ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy?" Thì em bé mới nói: "Mình dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất." Nếu diễn đạt trực tiếp thì các em lưu ý cách trình bày lời nói của nhân vật như cô đã từng hướng dẫn ở trước đây, hoặc các em có thể quan sát như cô trình bày. Và các em cũng có thể kể theo cách bằng lời của người kể chuyện. Các em có thể kể như sau. Tin Tin và Mi Tin đến thăm công xưởng xanh, thấy một em bé mang cỗ máy có đôi cánh xanh. Tin Tin ngạc nhiên hỏi em bé: "Đang làm gì với đôi cánh ấy?" Em bé nói: "Dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất." Như vậy, các em có thể lựa chọn cách kể trực tiếp hoặc gián tiếp đều được. Ở đây, cô chọn cách kể gián tiếp như sau. Trước tiên, Tin Tin và Mi Tin đến công xưởng xanh. Trong công xưởng xanh, hai bạn gặp và lần lượt trò chuyện với năm em bé. Đó là em bé thứ nhất, em bé thứ hai, em bé thứ ba, em bé thứ tư và em bé thứ năm. Các em có thể dựa vào bài tập đọc để lần lượt kể lại nội dung của câu chuyện hai bạn Tin Tin và Mi Tin đã lần lượt gặp năm em bé trong công xưởng xanh như thế nào. Sau đó,
hai bạn sẽ tới khu vườn kỳ diệu. Ở đó, hai bạn gặp và nói chuyện với em bé cầm nho, em bé cầm táo và em bé có dưa. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài tập 1, kể lại câu chuyện ở Vương quốc tương lai theo trình tự thời gian. Bây giờ, chúng ta cùng sang bài tập số 2. Các em hãy cùng cô đọc yêu cầu của bài tập số 2. Giả sử các nhân vật Tintin và Mitin trong câu chuyện ở Vương quốc tương lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kỳ diệu cùng một lúc, mỗi người tới thăm một nơi. Em hãy kể lại câu chuyện theo hướng đó. Ở bài tập này, các em cần lưu ý là Tintin và Mitin không cùng nhau đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kỳ diệu mà mỗi người tới một nơi. Các em hãy kể lại câu chuyện theo hướng đó. Để giúp các em có thể hoàn thành cách tốt nhất bài tập số 2 thì cô sẽ có hướng dẫn như sau. Các em hãy tưởng tượng hai bạn Mitin và Tintin không đi cùng nhau mà bạn Mitin đến thăm công xưởng xanh, còn bạn Tintin thì đến thăm khu vườn kỳ diệu, hoặc ngược lại, Tintin đi thăm công xưởng xanh, còn Mitin đi thăm khu vườn kỳ diệu. Sau đó, các em hãy kể lại câu chuyện theo hướng mà các em vừa tưởng tượng ra. Dựa theo yêu cầu của bài tập, thì cô chia hai bạn này tham quan hai nơi khác nhau. Bạn Tintin sẽ tới thăm công xưởng xanh, còn bạn Mitin sẽ đến thăm khu vườn kỳ diệu. Cô cũng có thể chọn kể câu chuyện xảy ra ở khu vườn kỳ diệu trước. Câu chuyện xảy ra như sau. Mitin một mình đến thăm khu vườn kỳ diệu, thấy một em bé mang một chùm quả trên đầu gậy. Mitin khen, chùm lê đẹp quá. Em bé nói, đó không phải lê mà là nho. Em đã nghĩ ra cách trồng và chăm bón chúng đấy. Tương tự như vậy, các em có thể kể lại cuộc trò chuyện giữa Mitin với em bé cầm táo và em bé có dưa. Sau khi kể xong hết các sự việc ở khu vườn kỳ diệu, thì các em sẽ kể các sự việc xảy ra trong công xưởng xanh. Khi kể tiếp các sự việc trong công xưởng xanh, thì các em cần lưu ý, đây là câu chuyện xảy ra ở hai nơi nhưng cùng một lúc, nên khi bắt đầu kể lại các sự việc xảy ra trong công xưởng xanh thì các em phải dùng một cụm từ để nối hai đoạn. Ví dụ, cô dùng cụm từ trong khi Mitin ở khu vườn kỳ diệu thì Tintin tìm đến công xưởng xanh, thấy một em bé mang một cái máy có đôi cánh xanh. Tintin hỏi em đang làm gì? Em nói, khi nào ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế tạo ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Em bé còn bảo là máy chế tạo sắp xong rồi. Tintin có muốn xem không? Tintin rất là háo hức muốn xem. Và các em sẽ kể lần lượt hết câu chuyện trong công xưởng xanh với các em bé thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Để hiểu rõ hơn bài tập 2, các em hãy trả lời câu hỏi địa điểm Tintin và Mitin đến có giống nhau không? Như các em đã biết là nếu Tintin đến thăm công xưởng xanh thì Mitin đến thăm khu vườn kỳ diệu. Như vậy, địa điểm hai bạn tới không giống nhau, nó khác nhau về mặt không gian. Vậy đây chính là cách kể chuyện theo trình tự không gian. Vậy kể theo trình tự không gian là kể thế nào? Kể theo trình tự không gian là kể về các sự việc xảy ra cùng một lúc nhưng ở những nơi khác nhau. Cách kể câu chuyện trong bài tập 2 có gì khác cách kể trong bài tập 1? A. Về trình tự sắp xếp các sự việc. B. Về những từ ngữ nối hai đoạn. Đây chính là nội dung câu hỏi của bài tập số 3. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng trả lời ý A của bài tập số 3.
về trình tự sắp xếp các sự việc ở bài tập số 1 thì chúng ta thấy là câu chuyện được kể theo trình tự thời gian. Có nghĩa là các em sẽ kể sự việc hai bạn Tin Tin và Mi Tin vào thăm công xưởng xanh, rồi sau đó cùng nhau đi thăm khu vườn kỳ diệu. Nhưng ở bài tập 2 thì câu chuyện lại được kể theo trình tự không gian, tức là các em sẽ kể các sự việc một bạn thăm công xưởng xanh trước, rồi kể tiếp bạn kia đến thăm khu vườn kỳ diệu hoặc ngược lại. Về những từ ngữ nối hai đoạn thì khi bắt đầu kể câu chuyện theo trình tự thời gian, em có thể dùng những từ ngữ như trước hết, trước đó, trước tiên, lúc đầu, ngay lúc đầu. Khi kể sang đoạn tiếp theo, em có thể dùng các từ ngữ để nối đoạn trước đó như là lúc sau, sau đó, tiếp theo, lát sau, một lát sau. Còn khi bắt đầu kể câu chuyện theo trình tự không gian, ở đoạn đầu, em không dùng từ chỉ thời gian, nhưng khi kể sang đoạn 2, em có thể dùng một trong các từ ngữ trong khi đó, ngay lúc đó, vào lúc đó, hoặc trong khi Min Tin đang ở khu vườn kỳ diệu, hay giữa lúc Tin Tin đang ở công xưởng xanh. Như vậy, có rất nhiều từ ngữ dùng để nối đoạn. Tùy theo nội dung, em cần cân nhắc để dùng cho phù hợp. Dùng từ ngữ để nối các đoạn sẽ giúp câu chuyện được kể một cách mạch lạc, liên kết nhau và không bị rời rạc. Như vậy là cô vừa hướng dẫn xong các em hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Sau bài học này, các em cần lưu ý, khi kể một câu chuyện thì có hai cách để kể. Một là các em kể theo trình tự thời gian, nghĩa là sự việc nào xảy ra trước thì kể trước, sự việc xảy ra sau thì kể sau. Có một số câu chuyện các em có thể chọn cách kể theo trình tự không gian, nghĩa là kể theo từng nơi diễn ra các sự việc của truyện. Và đây cũng chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Ở nhà, các em hãy hoàn thành cho cô bài tập số 2 vào vở và chuẩn bị cho cô bài luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 95. Phần dặn dò của cô cũng đã khép lại tiết học của ngày hôm nay. Thân ái, tạm biệt các em!